Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở những clip sau và clip này thì mình đã sẽ hướng dẫn cho bạn lại những cái web phim các bạn, những cái chức năng tiếp theo của web phim. Thì mình thấy là cái web phim các bạn xem cũng nhiều các bạn ha, các bạn xem cũng nhiều. Thì đây web phim mình làm được tới 69 video rồi các bạn ha. Thì ở cái video mà hướng dẫn cho bạn thêm và fix lại cái size 3 thì bây giờ video này mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lại cái size 3 ha, và mình đẩy nó lên là bài 63. Để mình xem lại cái size 3 nó nằm đâu ha. Size 3 nó nằm ở bài số 34 35 các bạn ha, thì mình sẽ đặt là bài 35,1. Các bạn xem lại để các bạn fix cái size 3 theo hiển thị theo ngày tháng năm ha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại cái code của mình nè các bạn. Ở cái phần mà mình hướng dẫn các bạn cái size 3 này á là nó đang bị lỗi các bạn ha, đang bị lỗi. Thì khi mình click vào nè, đó, mình làm được tới đây rồi các bạn ha, ở cái bài 30 34 35 các bạn, mình làm được tới đây rồi. Nhưng mà nó không đúng theo yêu cầu của mình ha. Thì bây giờ mình sẽ fix lại cái size 3 này. Ở đây á, là mình muốn chạy nó giống như cái này nè các bạn ha, giống như cái phim, cái này. Đó, thì khi mình loát lại nè, nó sẽ chạy đúng cái số ngày, cái ngày mà cái phim mình cần lấy nè. Ở đây thì mình không có lọc phim theo cái view của bạn, ở đây mình lọc phim theo mình tự động các bạn ha, mình tự động theo top view ngày tháng nè, đó, đó theo ngày theo tuần nè, mình tự set ha các bạn. Còn mà theo cái lượt view thì mình để sau các bạn ha. Đó, mục tiêu của mình là như vậy. Rồi. Bây giờ thì các bạn quay lại cho mình cái source code nè ha, quay lại cho mình cái source code. Ở cái source code này á, hiện tại là các bạn sẽ thấy nè, cái này là cái đoạn script của mình đó các bạn. Ở bài 34 35 á, mình hướng dẫn cho các bạn script như thế này. Cái này lọc phim theo mặc định có nghĩa là gì? Lọc phim theo 30 ngày các bạn ha, cái này là lọc phim theo 30 ngày là theo ngày đó các bạn. Và cái này lọc phim theo theo khi các bạn click vào á thì theo ngày theo tuần. Đó thì các bạn xem lại bài 34 35 cho mình ha. Và bây giờ nè, cái lỗi nó nằm ở chỗ này nè các bạn. Khi mình click vào theo ngày á thì nó sẽ hiển thị theo là cái div ID là show 0 ha. Và khi mình click vào tuần á nó hiển thị theo là show 1, và nó khi mình click vào tháng nó hiển thị theo là show 2. Thì tương tự đây nè. Href bằng ngày nè các bạn, khi mình click vào đây nè thì nó sẽ lấy là href bằng ngày nè, tuần và tháng nè. Thế đây nó so sánh là sweep nè. Nếu href ha, cái này là lấy cái thuộc tính của cái href mà khi mình click vào ngày tháng năm tuần các bạn, thì nó sẽ hiện theo ngày là không nè, tuần là một và tháng là hai, còn lại là tháng là hai. Thì sau khi mà nó qua được cái nó lấy được dữ liệu rồi, nó đổ về dữ liệu thì mình sẽ hiển thị theo cái ID là show nè, cộng ví dụ như ngày là show không ha, cộng vào root là không là ví dụ ngày nè, thì số 0 nó sẽ hiển thị theo số 0, số 1 và số 2 ha. Thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị như thế này. Đó, ngày á thì nó sẽ nằm trên đầu các bạn, ngày nó nằm trên đầu cho nên là nó sẽ như thế này. Còn tuần á nó đẩy xuống dưới các bạn. Tại sao nó đẩy xuống dưới? Thì tại vì nó hiện ở dưới nè các bạn, nó hiện theo vị trí số 2, còn vị trí số 0 là số 0 nè. Hiện tại là số 0 nè. Nó vẫn còn ở đó các bạn. Ha, nó vẫn còn ở đó cho nên là nó có một cái khoảng trống như thế này. Tháng cũng vậy các bạn. Tháng á thì nó ít phim hơn. Đó, cho nên là ở trên đây là ngày nè, dưới đây là tuần nè, còn đây là tháng nè. Đó, nó sẽ hiển thị theo là cái số 2 các bạn. Thì bây giờ các bạn đóng lại cho mình hai cái này. Mục tiêu của mình là chỉ hiển thị một cái thôi các bạn. Mà đóng rồi các bạn xóa luôn đi cho mình ha, các bạn xóa luôn đi cho mình. Rồi, ok. Bây giờ sau khi mình xóa rồi thì mình refresh lại nè. Bây giờ nó chỉ hiển thị theo ngày khi mình click vào thôi các bạn. Đó, còn tuần tháng thì chưa có, đúng không? Đó, tuần tháng thì nó không có nhảy, nó chưa có ha. Ngày nó vẫn còn nghỉ im là các bạn, nó không có trừ ngày cho mình luôn ha, nó không có xóa cái mốc ngày này cho mình luôn. Đó. Rồi, thì bây giờ các bạn là show không ở đây, các bạn đổ lại cho mình là show data đi. Tạm thời các bạn đổ lại mình cho mình là show data đi ha. Rồi, sau khi bạn đổ lại cho mình show data. Ở trên các bạn kéo lên nè, ở chỗ nay active nè, nay item nè, các bạn sẽ cho mình một cái class gọi là cái class active. Tại mình sử dụng Bootstrap 3 mà các bạn ha. Active như thế này. À, Bootstrap 4 chứ. Đó, active như thế này thì các bạn sẽ thấy là khi mình refresh nè. Đây, cái ngày của mình nè. Ha, cái ngày của mình nó đang active nè. Ok ha. À, chủ yếu đã active cái link này cho nó đẹp thôi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra cái ngày nè. Thì ở cái bên layout á,
các bạn sẽ kéo lên là document ready function, có nghĩa là khi nó chạy cái web của mình ha, khi nó chạy cái web của mình mới bắt đầu nó chạy cái web của mình là mặc định đó, thì nó sẽ chạy đoạn Ajax này, nó lấy ra 30 ngày ha, lấy ra ngày phim ha, lấy ra ngày phim rồi top view ngày đi ha, top view ngày rồi ok. Thì đây là cái hàm của mình là sử dụng phương thức get nha các bạn, filter top view default. Thì các bạn sử dụng phương thức post cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng phương thức post nó sẽ thêm cái token nữa thì nó phức tạp hơn tí xíu ha. Thì đây đây là chạy phim khi mình list nè, đây chạy phim mặc định nè, đây bây giờ mình chạy mặc định trước nha. Thì cái code của mình là sử dụng cái controller là movie controller ha, filter default, đây nó sử dụng cái hàm này thì nó sẽ lấy là top view bằng không ha, top view bằng không mà mặc định mình nhét vào không, có nghĩa là nó sẽ view theo ngày các bạn, đây nó sẽ view theo ngày đây ha, view theo ngày là giá trị bằng không các bạn ha, giá trị bằng không rồi. Thì order by cập ngày cập nhật là có nghĩa là cái ngày thêm mới nhất của mình lấy ra 20 phim. Thì cái này mình đã hướng dẫn cho các bạn ở bài 35, 36 rồi ha. Thì mình sẽ chạy cái này deep class item như thế này. Thì bây giờ các bạn sẽ hiển thị ngày bằng cách là gì? Bây giờ các bạn sẽ cho mình cái này là tạm thời các bạn cứ để nó là một cái box của cái thằng list đi. Bây giờ mặc định các bạn sẽ cho mình một cái span deep ID nữa. Các bạn phải nhét nó vào trong ở bên trong cái cần tag content này nha. Tag content này là cái box của gì các bạn? Cái box của này tag này. Ha, mình muốn chạy trong cái box này. Thì ở đây các bạn để cho mình là data show ngày cũng được ha, hoặc là mặc định cũng được. Default đi ha, default. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ đổi lại đúng không? Bây giờ là show data default, còn đây là khi mà list á thì mình sẽ là show data đúng không? Rồi. Show data nằm dưới này nè các bạn ha. Show data tại vì mình vừa mới chỉnh lại các bạn. Rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy nè. Refresh lại, khi các bạn refresh lại nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó chạy nè. Đó nó chạy cái đoạn script định của mình nè. Đây, mình sẽ xem là cái đoạn script đó ha. Nè, các bạn click vào task network nè. Thì khi mà mình refresh trang mặc định nó sẽ chạy các bạn viết cho mình đây filter top view default, đây filter top view default thì các bạn sẽ thấy là khi bạn click vào cái phần này nè, đó nó lấy ra được hai dữ liệu nữa các bạn, header là 200 là ok nè, lấy thành công các bạn, response nó sẽ trả về cho mình cái đấy item nè đúng không, tương tự với response deep item bên đây ok ha. Rồi review nè, trả về cho mình hai cái này á nó cũng hơi xấu các bạn đúng không, nó hơi xấu thì dễ thôi các bạn. Bây giờ các bạn quay lại cho mình cái sidebar đi. Nó nằm trong đây nó mới đẹp nè các bạn. Ha, rồi các bạn copy cho mình cái đoạn này. Rồi, các bạn đóng cái list này lại cho mình ha. Rồi. Thôi, cái này mình khỏi nốt đi. Đây, cái này là hiển thị theo gì các bạn? Theo 30 ngày thì khi bạn refresh lại nè. Thì nó chạy nè. Đó, nó lấy ra được hai phim. Ví dụ như mình sắp xếp thêm nhiều phim nữa ha. Mình muốn là sắp xếp theo ngày cái này theo từ cái này mình chỉnh lại sau ha, trong ngày lại cái này là theo mặc định nó phải là chọn nè, đó mình chọn tuần thì mới 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 chạy lên được ngày ha, cái này mình sửa sau các bạn. Refresh đó thì các bạn sẽ thấy là những cái phim theo ngày của mình nè, mình vừa set cho nó nè ha. Rồi thì bây giờ theo tuần là khi các bạn click vào tuần tháng nè, chưa có gì xảy ra hết các bạn, nó chưa có gì xảy ra hết. Thì bây giờ show data nè, các bạn sẽ thấy nè, show data nè. Mặc định các bạn coi lại coi nó lấy dữ liệu thành công chưa ha. Bây giờ mình qua cái task network nè, các bạn click vào tuần nè. Đó và lúc bằng một nè. Nó lấy dữ liệu thành công nè các bạn, nó trả về cho mình cái dữ liệu nè tháng nè là giá trị bằng hai, nó trả về cho mình là tháng là một phim nè ha. Đó thì bây giờ ví dụ như là mình cái phim này đi qua cái tháng đi, rồi ok tháng có nó lấy được bao nhiêu dữ liệu cho mình ha, đây tháng nó lấy được hai dữ liệu cho mình nè, coi như là nó lấy dữ liệu thành công rồi, nhưng mà hiện tại á, nó chưa có load được các bạn, nó chưa có load được. Thì muốn load được á, nó đã load được rồi các bạn, nhưng mà cái box này nó đang che các bạn, cái box này đang che. Tại vì sao? Tại vì cái box này mình fix cứng nó nằm đây nè, mình fix cứng nó nằm đây luôn đó, cho nên là nó không có biến mất các bạn, nó không tự động nhiên biến mất ha, khi mình click vào thì nó sẽ chạy nó code dưới đây thôi, còn cái box này nó vẫn giữ nguyên, cho nên là các bạn sẽ thấy nó không có biến mất.
Rồi thì bây giờ các bạn sẽ vô cho mình là show data, mình muốn cái box này nó biến mất thì các bạn click vào cho mình. Code này các bạn sẽ cho mình là default đi. Default. Rồi, default. Rồi, ok. Như thế này. Như thế này hả các bạn? Rồi. Bây giờ thì mình sẽ khi mà click vào filter sidebar nè thì ngoài việc show dữ liệu ra ha, việc show dữ liệu ra mình sẽ cho nó biến mất luôn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái ID đúng không các bạn? ID trắng vậy các bạn. Set as cái này thì dễ ra các bạn ha. Display name. Rồi. Là tự động nó biến mất các bạn. Thì bây giờ các bạn refresh lại nè. Là khi mình click vào tuần đó, cái box nó biến mất nhưng mà đây nó chưa show ra dữ liệu nè. Nó chưa show ra dữ liệu cho mình ha. Rồi, ở đây thì quay lại các bạn sidebar nè. Ở đây các bạn sẽ đổi cho mình cái ID, các bạn đổi lại cho mình là tuần các bạn. À, ngày thì mình mặc định rồi thì bây giờ mình đổi thành tuần các bạn. À, đổi thành tuần. Rồi, bây giờ mình sẽ refresh lại. À, cái này nó chưa chạy dữ liệu các bạn. Mình qua lại mobile ha. Mình qua lại top trending filter default. View filter có view default là không. Nó vẫn chưa lấy được dữ liệu các bạn, vẫn chưa lấy được dữ liệu. Thì để nó lấy được dữ liệu các bạn đổi lại phương thức cho mình, có phương thức post được các bạn. Ha, phương thức post. Đổi lại phương thức post cho mình. Rồi, thì cái phương thức post mặc định ở đây á, mình phải có được cái CSRS token các bạn. Ha, CSRS token. Rồi thì ở đây các bạn làm như vậy cho mình ha, các bạn search cho mình là CSRF Ajax Laravel ha. Thì ở đây nè, nó có một cái đoạn Stack Overflow nè. Ở đây á, các bạn thêm cho mình một cái in in header, có nghĩa là mỗi trang mình đều có gì các bạn, mỗi trang mình đều có token hết. Đây nè các bạn, ha, các bạn thêm cho mình cái đoạn này và sau đó các bạn xuống đây các bạn thêm cho mình cái header đây, một cái đoạn như thế này. Rồi thêm vào hai cái filter cho mình ha. À, cái này ghép thì mình khỏi cần đi, khỏi cần, cái này mình cứng khỏi cần, mình chỉ cần cái list thôi ha, mình cứ cần cái list thôi. Rồi, đây các bạn nhớ cho mình dấu phẩy dưới đây nha, để nó chạy tiếp cái đoạn này ở đoạn dưới đây ha. Rồi có nghĩa là nó lấy meta name bằng CSRF token, lấy cái attribute có nghĩa là lấy cái thuộc tính là tổ, content là các bạn, đây thuộc tính là content này. Có nghĩa là mọi trang ở cái trang chủ của mình nếu mà muốn lấy token đó thì mình chỉ việc thêm cái đoạn này vào cái ajax thôi ha. Rồi thì bây giờ mình đổi qua đổi cái phương thức filter phim này thành là post vậy. Post đúng không? Bây giờ nó là phương thức post. Rồi, bây giờ các bạn sẽ refresh lại cho mình. Nó lắc không được rồi. Not support for quay lại layout cho mình ha, post à, cái này là get các bạn, get mà đổi lại cho mình get ha. Rồi đó, tuần rồi các bạn, tuần cũng chưa lấy được, tháng chưa lấy được. Rồi để mình coi lại ha, nó lỗi chỗ này nè các bạn. Show data mình bỏ cái value này đi các bạn ha, ở dưới đây mà ở dưới cái Ajax Filter Sidebar này mình bỏ cái value đi, ở đây mình chỉ còn cái show data thôi các bạn ha. Rồi quay lại coi ngày chạy nè, tuần đó nó lát được cho mình rồi các bạn, ngày nè, tuần, tháng nè, ok các bạn đó xong rồi nè, ngày nè, tuần nè, tháng nè, ngày nè đó. Thì bây giờ ví dụ như mình lát cái phim này theo tuần, theo tuần, tuần loại này tuần ha. Rồi đấy, tuần nữa các bạn đó, nó nhiều phim hơn nè, tháng